Vâng, em chào toàn thể các bác. Hiện tại các bác đã lên nhà chưa? Đây, em đã lên nhà của đây. Đấy. Bây giờ nó đang là hơn 5 giờ chiều các bác nhé. Đây bàn này. Vạc của em đây các bác. Đấy, hiện tại bố trí mồi giả mồi thật nha các bác nhé. Đấy. Mồi giả đây. Lưới đây. Lưới quay kín xung quanh nha các bác nhá. Đấy, vùng quanh hết bờ lợp này các bác này. Đấy. Để hàng. Cỏ nha, cắm cỏ bạc rồi. Đây anh em nhìn cái bãi vừa cỏ giả và vừa vạc giả đấy, anh em xem giống nhau như như đúc luôn các bác nhá. Đấy. Đấy, hiện tại bố trí mồi giả mồi thật nha các bác nhá. Đấy, mồi giả đây. Lưới đây, lưới quay kín xung quanh nha các bác nhá. Đấy, vùng quanh hết bờ lợp này các bác này. Đấy. Để hàng. Cỏ nha, cắm cỏ bạc rồi. Vào phần lưới răng hoặc cò vạc xốp giả nhé, em sẽ cung cấp hết nhé, lấy ngày lấy đi. Đấy, bác nào có nhu cầu chứ thì liên hệ em, số điện thoại em để trên kênh màn hình nhé, bác thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ kênh cho em nhé. Em chào toàn thể các bác ạ.